Kiến giờ phút khởi công của một dự án tầm cỡ giàu ý nghĩa cả về du lịch và kinh tế. Cho phép tôi được trân trọng giới thiệu những vị khách quý có mặt tại đây cùng chúng ta hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tới dự buổi lễ ngày hôm nay còn có các đồng chí lãnh đạo một số các cơ quan bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị